Em xin giới thiệu đến các bác một siêu phẩm đồng hồ nhập Pháp mang một vẻ đẹp cao cấp, có thể miêu tả bằng một từ, đó là đẹp xuất sắc, đến từ thương hiệu Guerlain, là một thương hiệu nổi tiếng của đất nước Pháp. Thương hiệu Guerlain tạo ra những chiếc đồng hồ được sản xuất cùng xưởng với thương hiệu Odo. Có thể nói là đây cũng là một thương hiệu lớn, đem lại cho các bác những chiếc đồng hồ, những cỗ máy thời gian cực kỳ là tuyệt vời và cao cấp. Thiết kế thùng bè, thùng này có thể được gọi là thùng 4 chùm quả và được tô điểm thêm bởi một mặt số nổi mạ chrome rất là cao cấp trong thế giới đồng hồ. Các bác có thể ý, đây là một thiết kế đẹp xuất sắc phải không ạ? Cực kỳ là tuyệt vời, các bác chỉ cần ngắm thôi, em cũng không cần phải miêu tả nhiều vì nó quá đẹp và quá xuất sắc rồi. Bây giờ em sẽ quay sát để các bác có thể ngắm. Phần đầu tiên em muốn giới thiệu đến các bác đó là phần mặt số nổi mạ chrome, cực kỳ là tuyệt vời. Các bác có thể thấy từng số một rất là sắc nét và sáng bóng của nước mạ. Đây là một mặt số cao cấp, kim đặc trưng của thương hiệu Guerlain, ba nỗ ổ cót trong tình trạng đẹp tuyệt vời. Đây có thể là một mặt số đẹp xuất sắc 98-97%, rất là tuyệt vời. Và thiết kế của thùng 4 chùm quả với các đường vân nu tạo hình nổi lên tự nhiên, cực kỳ là tuyệt vời. Em cũng không miêu tả nhiều mà em sẽ quay từng góc cạnh một để các bác có thể ngắm sơ qua về chiếc thùng. Đẹp tuyệt vời, không có một vết rước nào, cực kỳ là hoàn hảo. Chi tiết chùm đào được chạm trổ nổi rất sắc sảo. Thiết kế cánh được tô điểm thêm các hình 3D nổi, quá tuyệt vời không các bác? Các bác có thể ngắm kỹ một lần nữa sơ qua thiết kế của chiếc thùng. Gần như là không có vết xước. Phần kính được tráng gương để lộ ra phần quả nắc rất là sáng, rất là tuyệt vời phải không các bác? Hai bên vách thùng rất là đẹp, cực kỳ cao cấp, rất là đáng với hai chữ là đẹp xuất sắc. Tất nhiên rồi, nguyên bản nguyên zin, các bác có thể thì chốt kính cực kỳ là chắc chắn. Phần bản lề, tay đinh cót, các đầu dây có đầy đủ hết. Khóa gông sở hữu bộ gông đồng, củ gông đặc trưng của thương hiệu Guerlain. Ở bên dưới có dập nổi logo thương hiệu Guerlain ở bên dưới, các bác nhìn này, rất hoàn hảo phải không ạ? Các đầu vô, các thanh gông đẹp tuyệt vời. Thanh bắt chống máy chưa xuất hiện sự han gì nhiều. Và đây cũng là một bộ máy mà bên đồng hồ vang vọng nhận xét nó phải đẹp trên 95%. Các chi tiết máy rất là sáng, chơi được hai bản nhạc, và đây là cần cả chuyển bản nhạc đây. Các bác để ý, em sẽ soi sơ qua một lần nữa phần mặt số để các bác ngắm. Quá tuyệt vời phải không ạ? Rồi, đầy đủ hai thanh, hai ốc chốt tường còn nguyên. Để các bác không phải đợi chờ lâu thì em cũng xin phép được test luôn tiếng chuông để các bác được thưởng âm. Vừa rồi là bản quét, bây giờ em sẽ gạt cần chuyển nhạc để chuyển bài thứ hai. Rất là nhẹ nhàng. Thank you.
cực kỳ là tuyệt vời đúng không các bác? Quá hoàn hảo và quá cao cấp. Đây quả là một cỗ máy thời gian để các bác sưu tầm, góp thêm vào bộ sưu tập. Càng nhìn càng niềm mê, đẹp xuất sắc. Và rất cảm ơn các bác đã theo dõi video của đồng hồ vang vọng.